Bản tin đời sống tiếp theo cho hay vệt tiên tri Newton dự đoán là Pháp sẽ vô địch World Cup năm nay. Thưa quý vị, trước vệt tiên tri Newton đã dự đoán đội tuyển Pháp sẽ thắng Croatia trong trận chung kết World Cup năm nay. Vệt Newton là nhà tiên tri mới nhất trong số những nhà tiên tri động vật. Người ta đã cho vệt tiên tri Newton vào chiếc bàn in hình sân vận động và quốc kỳ của hai đội tuyển chuẩn bị gặp nhau. Vệt tiên tri đá quả bóng vào cầu môn của đội nào thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Vào đầu mùa World Cup năm nay, vệt Newton dự đoán không chính xác nhiều trận. Tuy nhiên, kể từ khi vào tứ kết, con vẹt này đã dự đoán đúng và ngoại trừ trận đấu mà đội tuyển Anh đã thắng Thụy Điển. Vẹt Newton sống trong sở thú Jardin des Plantes của Paris, là loài Kia có nguồn gốc từ New Zealand, nổi tiếng là loài thông minh và yêu thích nhiều trò chơi. Bản tin đời sống tiếp theo cho hay vệt tiên tri Newton dự đoán là Pháp sẽ vô địch World Cup năm nay. Thưa quý vị, trước vệt tiên tri Newton đã dự đoán đội tuyển Pháp sẽ thắng Croatia trong trận chung kết World Cup năm nay. Vệt Newton là nhà tiên tri mới nhất trong số những nhà tiên tri động vật. Người ta đã cho vệt tiên tri Newton vào chiếc bàn in hình sân vận động và quốc kỳ của hai đội tuyển chuẩn bị gặp nhau. Vệt tiên tri đá quả bóng vào cầu môn của đội nào thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Vào đầu mùa World Cup năm nay, vệt Newton dự đoán không chính xác nhiều trận. Tuy nhiên, kể từ khi vào tứ kết, con vẹt này đã dự đoán đúng và ngoại trừ trận đấu mà đội tuyển Anh đã thắng Thụy Điển. Vẹt Newton sống trong sở thú Jardin des Plantes của Paris, là loài Kia có nguồn gốc từ New Zealand, nổi tiếng là loài thông minh và yêu thích nhiều trò chơi.